Merci aux éditions Kinlong. Merci aux éditions Kinlong d'avoir préparé avec nous cet événement. Cet événement est très spécial. C'est pour le lancement de ce livre, qui est un livre français traduit en vietnamien sur la mode. Mais plus généralement, ce livre, c'est une occasion, c'est un prétexte pour parler de la mode. Et avec qui mieux parler de la mode qu'avec Miss Vietnam, Miss Norman, que je remercie infiniment d'être là avec nous. Miss Norman sera rejointe dans, je l'espère, quelques instants par Flora Coquerel, qui est Miss France 2014. Elle devrait nous rejoindre, sous peu. Donc nous avons préparé cet événement pour qu'il soit, je dirais, joyeux, mais aussi instructif, puisque dans ce livre sur la mode, il y a beaucoup d'informations sur les vêtements, sur ceux qui font les vêtements, sur ceux qui portent les vêtements. Et je crois que la mode, c'est avant tout, je dirais, un moyen de s'amuser, un moyen de se faire plaisir, et pas un moyen de forcément se prendre au sérieux. Alors, on va commencer avec vous, Miss Nguyen. Vous êtes déjà très connue au Vietnam, mais je ne sais pas s'il faut vous présenter de nouveau, mais vous êtes extrêmement célèbre depuis déjà plusieurs années. Hein. Vous avez commencé très jeune à être mannequin. Vous êtes devenue Miss Vietnam en 2010. Et aujourd'hui, vous continuez dans la mode, puisque vous êtes designer. Peut-être en introduction, vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles ont été les grandes étapes de votre parcours et comment, surtout, l'élection en économie de l'économie a pu changer votre vie. Vâng, thực sự đầu tiên cho phép Ngọc Vân được gửi lời chào đến tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Vâng, và thực sự thì khi mà xem cái clip này thì bản thân Ngọc Vân không khỏi xúc động khi mà nhìn thấy rất là nhiều những cái cột mốc của mình trong cái quãng thời gian vừa qua. Vâng, và có thể nói rằng là cái cột mốc đầu tiên mà đánh dấu Ngọc Vân đối với thời trang đấy chính là khi mà Ngọc Vân năm 13 tuổi, Ngọc Vân đến với cái con đường là một người mẫu thời trang của báo Hoa Học Trò. Và đứng ở khán phòng đây thì Ngọc Vân nhìn thấy chị Phú Bình, là bây giờ thì chị đang làm lãnh đạo của nhà xuất bản Kim Đồng. Thế nhưng mà trước đây thì chị công tác ở báo Hoa Học Trò, và chị biết Hân từ khi mà Hân mới chỉ 13 tuổi thôi, là một cô người mẫu tham gia của câu lạc bộ Báo Học Trò. Và từ đấy thì Ngọc Vân có cơ hội nhiều hơn để có thể tiếp cận với thời trang này và càng hôn đúc cái ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Và sau đấy thì đến năm Ngọc Vân 17 tuổi thì Ngọc Vân tham gia cái công ty người mẫu chuyên nghiệp, và từ đó thì bước lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, được mặc những cái bộ sưu tập của những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam, và có cơ hội để học hỏi nhiều hơn. Như tất cả mọi người đều biết đấy, đối với một người yêu thời trang này, là một sinh viên thiết kế thời trang mà lại có cơ hội được trải bước trên sàn diễn, được tiếp xúc, được chạm vào và được trực tiếp trò chuyện với những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, đó là một cái cơ hội vô cùng quý giá. Và Ngọc Vân nhận thấy cái sự may mắn đấy và vô cùng là có thể là tận dụng nó để có thể làm dày thêm những cái trải nghiệm của mình, làm dày thêm những cái kinh nghiệm của mình trong cái con đường thời trang. Và sau đấy thì đến với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khoa thiết kế thời trang, thì Ngọc Vân trở thành một sinh viên khoa thiết kế và vẫn tiếp tục song hành đấy là nghề người mẫu cho đến năm 2010. Thì đấy chính là cái năm cuối cùng mà Ngọc Vân kết thúc cái quãng thời sinh viên, thì Ngọc Vân mới quyết định rằng là mình muốn có một cái kỷ niệm nào đấy trước khi mà tốt nghiệp, thì mới quyết định là đến với cái cuộc thi họ Việt Nam 2010 với cái tâm thế rằng là một cô bé đi chơi, được trải nghiệm, được du lịch với bạn bè thôi, chứ cũng không nghĩ nhiều rằng là mình sẽ có cơ hội chiến thắng vào một cái cuộc thi lớn và uy tín như vậy. Và sau khi tham dự thì mọi người biết rồi, đấy thì đăng quang này và tiếp tục học năm cuối của trường Kỹ thuật Công nghiệp. Với và thực sự là cái lúc đầu khi mà mới đăng quang thì ở clip này có lẽ là không nói đến nhiều những cái trái chiều, như là lúc đầu đăng quang thì bên cạnh những cái sự ủng hộ yêu mến của mọi người thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến có thể nói là trái chiều, cho rằng là mình đăng quang thì không xứng đáng này, hay là mình không phù hợp với cái danh vị Hoa hậu Việt Nam. Và thực sự lúc đấy thì Ngọc Vân rất là bình tĩnh và
Hân nghĩ rằng là mình sẽ phải làm tất cả những cái công việc như là bình thường, như là theo đuổi cái niềm đam mê của mình, và dần dần mọi người sẽ hiểu mình là ai. Và cho đến bây giờ thì đã là quãng thời gian 7 năm rồi, 2010 và 2017, thì thực sự Hân nghĩ rằng là đó là một quãng thời gian không phải quá dài, thế nhưng mà cũng không quá ngắn để mọi người có thể hiểu Ngọc Hân là ai và tất cả những cái công việc mà bây giờ Ngọc Hân đang làm, chẳng hạn một nhà thiết kế thời trang, đặc biệt là chú trọng vào cái việc mà thiết kế áo dài, và đặc biệt là áo dài cho trẻ con. Và Ngọc Hân rất là mong muốn rằng là thông qua những cái thiết kế của mình, thông qua những cái tà áo dài của mình, để có thể truyền tải những cái thông điệp về văn hóa, truyền tải những cái nét đẹp văn hóa không chỉ của Việt Nam mà còn những cái nét đẹp văn hóa của khắp mọi nơi trên thế giới này, có thể đưa lên thời trang này, có thể đưa lên áo dài, và đó sẽ là một cầu nối vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể kết nối những quốc gia trở lại gần với nhau hơn, và tất cả những bạn bè trên thế giới thì họ đều có thể cảm thấy gần gũi thông qua thời trang. Vâng, có lẽ đó là một vài những cái chia sẻ của Ngọc Hân khi mà mới đầu buổi giao lưu, và hy vọng rằng là sẽ nhận được nhiều cái sự ủng hộ cũng như là những cái câu hỏi từ tất cả những bạn đã có mặt ở đây hôm nay, để cho cái buổi giao lưu của chúng ta nó không chỉ là cái cuộc trò chuyện giữa tôi, chị Eva hay sắp tới là bạn Flora, mà mong muốn rằng là sẽ có cái sự giao lưu và trò chuyện giữa tất cả mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Merci beaucoup, merci pour tout ça. Effectivement, nous avons prévu des temps d'échange. Vous avez très bien fait de la mode. C'est une question qui touche aussi les femmes, mais aussi de plus en plus les enfants. Nous avons préparé différentes choses à cette question de la mode. Quand on pense à l'évent, on ne se dit pas. Donc, le premier thème que nous avons préparé, c'est un thème sur la mode en ville. Vos propres secrets. Je dois dire que effectivement, dans ce livre, il y a beaucoup d'informations sur la mode en ville. Et une des choses à savoir, je vous le dis, c'est que beaucoup de designers, beaucoup de styles prennent eux-mêmes leur inspiration dans la rue. Parce que la rue, c'est finalement la meilleure source d'inspiration. C'est là que les gens s'expriment le plus. On dit souvent que le style des Françaises, c'est un style qui paraît sans effort. C'est ce que beaucoup de gens disent, c'est-à-dire que les Françaises vont assez peu se coiffer, assez peu faire d'efforts vestimentaires. C'est l'impression que ça donne. En fait, tout ça est très travaillé. Mais les Françaises, ça donnait une impression de naturel. Quelle différence voyez-vous avec le style vietnamien, peut-être? Ma thân Ngọc Hân là một người mà có thể nói là có duyên với đất nước Pháp, bởi vì là ngay từ khi còn nhỏ, Ngọc Hân đã có 4 năm học song ngữ Pháp, và cũng có cái quãng thời gian là giao lưu với các bạn ở Pháp từ khi còn nhỏ như vậy, và cộng với cái niềm đam mê thời trang nữa, cho nên là Ngọc Vân cũng tìm hiểu về thời trang, tìm hiểu về cái phong cách ăn mặc của người Pháp từ khi còn nhỏ, và biết và cũng rất là may mắn nữa là có cơ hội đến Pháp rất là nhiều lần thông qua những cái chuyến giao lưu và công tác ở Pháp hàng năm. Một năm Ngọc Vân đi Pháp có lẽ ít nhất là một lần trong những cái chuyến giao lưu văn hóa như vậy, và Vân nhận thấy rằng là cái phong cách ăn mặc của người Pháp, đặc biệt là những cô gái Pháp, thì rất là đơn giản và rất là yêu thích những cái gam màu trầm, những gam màu tối, và họ rất là thích ánh son đỏ. Và Hân để ý một cái điều nữa là như là chị Eva có nói rằng là họ người Pháp ăn mặc rất là đơn giản, thế nhưng các bạn biết cái gọi là điểm nhấn trong cái trang phục của người Pháp là về gì không ạ? Họ rất là chú ý vào chất liệu. Thực sự là người Pháp họ rất là để ý vào cái chất liệu của bộ trang phục. Có thể là kiểu dáng thì rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà cái chất liệu nó sẽ giúp cho bộ trang phục của chúng ta trở nên đẹp hơn, thời trang hơn và sang trọng hơn. Không biết có đúng tôi nói vậy có đúng không ạ chị Eva? Oui, c'est vrai, la matière, la qualité du tissu. Et puis on fait souvent attention à ce que les choses qu'on met soient à la fois jolies mais aussi plus mais je dois dire que c'est parce que la française comme moi d'ailleurs passe beaucoup de temps à regarder les magazines de mode. On regarde beaucoup les magazines de mode, on trouve des idées, on s'inspire sur les magazines de mode, notamment des marques de luxe très chères.
qui fait, c'est bien ensemble, c'est bien pour construire un style. Et en France, souvent, on classe les styles selon différentes catégories, parce qu'on croit souvent qu'il y a un goût qui peut être unique, qui nous empêche de passer dans tout ce style, sur la France, avec quelques deux, avec une catégorie qui sonne. Chắc chắn rồi, ở Việt Nam của chúng ta thì cũng tìm ra những cái gu thời trang này, hoặc là thậm chí là những các chị em công sở đúng không ạ, thì có không biết bao nhiêu là các hãng thời trang để phục vụ riêng tầng lớp những chị em chỉ công sở thôi. Và ví dụ như là giới thời trang làm nghệ thuật giải trí như Hồng Vân chẳng hạn, thì cũng có một bộ phận những cái nhà thiết kế chăm sóc và có thể đưa ra những cái mẫu thời trang mà để phù hợp cho những cái chương trình giải trí này, những event này, khai trương này, với những cái bộ đầm dạ hội xoay rất là lộng lẫy này. Và ví dụ như là dân ngoại giao như là chị nói, thì họ cũng có một cái phong cách ăn mặc rất là thanh lịch, rất là tao nhã và có thể nói rất là thời trang. Và cũng là phân khúc theo từng lứa tuổi, ví dụ như là trẻ con này, thiếu niên. Thế nhưng mà ở chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì cái phân khúc mà thời trang dành cho thiếu niên thì nó còn khá là sơ sài, và mọi người dường như là bỏ quên cái lứa tuổi mà từ khoảng 12 cho đến khoảng 16-17, cái quãng thời gian thiếu niên đấy nó rất là lưng chừng. Và Ngọc Vân cũng có rất là nhiều những người em, những người cháu trong gia đình thì dẫn các bạn ấy đi mua thời trang, dẫn đi mua quần áo ở cái tầm tuổi đấy, nó khá là khó, bởi vì trẻ con thì lại hơi quá lứa, thế nhưng mà người lớn thì lại chưa mặc được. Đấy, cho nên đấy cũng là một trong những thiếu sót của thời trang Việt Nam. Dans le livre, il y a une description de différentes tribus qu'on rencontre. Alors, ce sont des tribus françaises, vous allez pouvoir. Alors, je vais vous montrer quelques-unes. Ben voilà, la première tribu qui est très répandue en France, très répandue en France, c'est ce qu'on pourrait appeler la Lolita, c'est ainsi que ça s'appelle dans le livre, en tout cas. Moi, je serais la jeune fille en fleurs, vous voyez. Donc, elle est très féminine et en même temps, elle est très cool. Elle est très relaxe, on pourrait dire. Elle a surtout une petite robe. Elle est très féminine et elle a des ballerines. C'est une robe sans talon. Et je dois dire que beaucoup de jeunes filles en France, entre 15 et 18 ans, même 14 et 18 ans, s'habillent comme ça. C'est vraiment comme une espèce d'uniforme. Alors, soit elles ont une robe comme ça, soit elles ont un pantalon très serré, comme quelque chose très serré. Mais en tout cas, toujours le petit seul bien mignon de bonne marque, une petite ballerine, puis vous voyez le qui est assez simple, sinon c'est quand même un effort. Ça, c'est la première tribu que je voulais vous montrer. La deuxième tribu, c'est la bohème. Je ne sais pas si on peut traduire bohème en vietnamien, mais c'est un peu hippie. C'est-à-dire, ce sont des alors, là, on montre des femmes, il y a aussi des hommes, qui sont généralement assez idéalistes, qui ont beaucoup pour référence à ce qui s'est passé dans les années 70, qui adorent la nature, de la nature, qui sont écologistes, qui aiment manger bio et qui s'habillent souvent avec des vêtements assez fleuris, assez aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est un style qu'on voit souvent. On voit aussi même des filles comme Vanessa Paradis, qui s'appelle les douettes. C'est-à-dire, c'est pareil, les robes fleuries, mais qui sont avec la dentelle, avec en France également. Et puis, troisième style très différent que je voulais vous montrer, voilà, le style rock.
Alors là, le rock, c'est vraiment, vous voyez, le courte, ça c'est un style également, tout ce style paraît assez simple, mais en même temps, ils font l'objet de beaucoup de travail, et quand on a pas de travail, quand on fait ce style-là, on tient vraiment à rester dans ce style-là, parce que chaque personne qui fait ce style va ajouter son propre style. En France, c'est bien personnalisé. Donc par exemple, acheter un manteau, on va changer les boutons. C'est un sac, mais il va mettre son propre foulard. On va décorer ses vêtements parce qu'on peut être quand même unique. Donc même si on appartient à une tribu qui se rattache à un courant vestimentaire, on veut être unique. Donc voilà, il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais ça, c'est trois choses que je vous ai montrées parce que c'est une question particulièrement courante, en tout cas en France. Je sais qu'on les retrouve au Vietnam, mais peut-être que vous là, vous allez en France, vous dites tout à fait les bohèmes, les même les petits mots, comme on appelle les bourreaux, les bourgeois bohèmes, les bohèmes qui sont d'argent et qui s'habillent avec les filles. Et puis, ce que vont faire les filles françaises, les jeunes filles françaises, elles vont souvent, elles vont acheter des sacs très chers, ça les fait changer de mais elles vont aussi des vêtements très peu chers avec peut leur venir de leur mère, ça peut être un cadeau, mais ils vont faire un mélange de marques très chères et très classe, peut-être luxe, qu'elles vont faire un petit peu de très chères et qu'elles vont faire un petit peu de très chères. De mode rapide, de mode qui se change rapidement. Alors, avant de vous passer la parole et de vous aller à la public, je voulais aussi vous montrer quelques basiques, quelques pièces que toutes les Françaises ont dans leur dressing. On va passer à la diapo suivante. Je vois quelques personnes qui sont en jean aussi aujourd'hui, mais moi, quelque chose qui m'a frappé au Vietnam, c'est généralement les femmes sont souvent en robe, et portent beaucoup moins de jeans. En France, tout le monde a un jean. Les hommes, les femmes, si on considère le jean comme un vêtement, pas forcément. En tout cas, par exemple, moi, à l'ambassade de France, je ne mettrai pas de jean. En revanche, dans certains milieux professionnels, il y a on met facilement le jean. Mais même si on ne met pas un jean dans son milieu professionnel, on en a plus. Et on est très c'est vraiment considéré comme une pièce de base. Je ne connais personne qui n'ait pas de jean. Et souvent, on considère le jean pour une femme comme une pièce qui peut être très sexy. Et bien souvent, quand vous demandez à des femmes, quelle est leur tenue idéale qui est la plus sexy, ils ne vont pas forcément vous dire une robe, ils vont vous dire un jean, une coupée bien serrée, un t-shirt blanc, une chemise blanche. Et voilà, dans tout le naturel, ils ne vont pas forcément aller chercher beaucoup, ça quelque chose de plus et quelque chose de plus. Mais ce n'est pas si évident, parce que le jean, c'est difficile à porter. Il y a énormément de coupes de jean, très très différentes. Et donc, il faut vraiment bien choisir le jean qui convient à son pied. Mais c'est juste pour vous dire que moi, c'est une différence personnelle. Voilà. Deuxième pièce, la petite robe noire. Ça, je crois qu'au Vietnam, on partage l'importance de la robe noire. En France, et en français, on va toujours dire la petite robe noire. C'est-à-dire que toutes les Françaises ont dans leur garde-robe plusieurs, parce que c'est vraiment la pièce qu'on sort. Elle peut être très simple, après on met des colliers, des foulards,
mots, etc., etc. Tout le monde a ça. Mais là, je crois, vous nous donnerez votre avis, mais là, je crois que nous partageons cette amour de la petite robe noire. Et c'est tellement célèbre que la marque de parfum Guerlain a même sorti un parfum qui s'appelle la petite robe noire. Ce qui est vraiment, je dirais, un symbole de l'élégance, mais de l'élégance pratique. Et en France, on va rechercher l'élégance pratique. Des chaussures qui ne font pas mal aux pieds. Des chaussures qui ne font pas mal aux pieds. Des vêtements dans lesquels bouger. Et c'est vraiment spécial. Alors, je crois que nous allons nous interrompre une seconde pour accueillir Miss France 2014, Flora Coffel. Alors, je peux la partir. Bienvenue à Flora. Alors, je dois dire que Flora est venue spécialement pour un défilé hier. Flora est venue spécialement de France, j'oserais dire pour la présentation de ce livre, mais en fait elle est venue pour un très grand défi, c'est-à-dire un night où il y a plein de là aussi hier soir, un défi vraiment magnifique et vous verrez avec des robes extraordinaires que Flora a porté hier soir, et elle nous fait le plaisir d'être là ce matin avec Flora pour parler un petit peu de mode. Merci beaucoup Flora. On va donc revenir un petit peu au début de la séance avec la présentation de Flora. Flora qui a été élue en France en 2014 et qui a aussi été la troisième dauphine, je ne sais pas comment on dit à cette manière, la troisième dauphine du Miss Univers en 2015, je crois. Et c'était un exploit parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'était pas française sur le podium de Miss Univers, mais grâce à vous, on a retrouvé ce podium. Et puis, vous avez une collaboration avec les personnes, si j'ose dire, parce que vous avez déjà travaillé avec Grand Mal, vous êtes un mannequin flexible, avec le Miss France, un partenaire qui est Miss France devenue Miss Univers. Et aujourd'hui, enfin, hier en tout cas, je vous invite à vous demander au défilé de Grand Mal, aussi le plaisir de vous voir dans les créations de vos univers vietnamiens. Donc, oui, c'est une chose à faire. Moi, j'avais déjà la mode. Donc 5 minutes, merci beaucoup. Alors, vous avez des points communs avec la reine de Miss Vietnam, puisque elle a été élue en 2008, elle est devenue stylée, peut-être que c'est ce que vous avez également, et puis vous avez toutes les deux un amour de la mode. Alors, aujourd'hui, nous présentons ce livre qui est traduit en vietnamien et qui donne beaucoup, beaucoup d'informations pour faire. Comment se fait, je crois que vous avez très très bien dit, la mode, c'est aussi un jeu, c'est une façon d'incarner des personnages, et peut-être de mieux comprendre qui on est. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouvais que la mode, c'était frivole. C'était intéressant. C'était pas intéressant parce que c'était une chose de l'internage, et finalement, c'est la superficialité. Et puis, je veux dire, je me suis venue à trouver que c'est absolument le contraire. Parce que la mode, c'est aussi un message pour ses fois. C'est une incarnation de qui on est en rapport avec la société. Et finalement, ce sont des évolutions de société. Voilà. Alors, on aura des moments d'échange. Je vais juste terminer la séquence qu'on avait commencé, on vous a parlé. Peut-être remettre la diapo
sur laquelle on était. Voilà, Cora, je tiens à vous dire à un jeune fils vietnamien quels étaient les basiques du vestiaire, enfin de la garde-robe en France. Et là-dedans, il y a plein de basiques. Et j'en ai choisi trois pour participer. Peut-être que vous pourrez nous en donner plus. Il y a des guides, c'est les basiques de toute française. Mais on dit quand même beaucoup, beaucoup plus de choses que ça. Très féminine, donc c'est plus facile à voir que les choses. La petite robe noire, ça c'est quelque chose qui se passe peut-être avec beaucoup de choses. Et puis troisième. Voilà, un trench, c'est ce qu'on appelle un trench, c'est un mot anglais. Je pensais qu'en France, on a tout. Moi j'en ai. On a tout un trench qui est une espèce d'imperméable, c'est un peu très léger, qu'on met à la nuit. Et on a tout ça, on a vraiment tout ça. Alors souvent, les personnalités, je dis des rubans, je dis des trucs, on a des fleurs, mais à la base, reste ce. Leur marron, je pense qu'elles sont fondées. Voilà. Et l'autre basique, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont les vagrines. C'est vrai que les Françaises mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vagrines. Ce sont des choses qui permettent en fait de faire toute la journée, du matin au soir, avec les mêmes chaussures. Vous savez, souvent les Américaines, elles vont au bureau avec tennis. Et elles changent de chaussures au bureau, elles mettent des hauts talons. Les Françaises, c'est ce qui fait ça. Ils aiment bien toute la journée mettre des chaussures. Des chaussures. Et c'est vrai que les ballerines sont souvent des chaussures que tout le monde a. C'est-à-dire que c'est tous les ans. Si vous êtes encore avec ces basiques, est-ce que vous avez besoin d'autres? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cela? Oui, je me reconnais dans ces basiques. Pour ma part, à l'époque, pas la veste des ballerines, mais dans le temps, c'est vrai que du coup, on porte énormément de talons et que la paire de ballerines, plus des rares paires que l'on dans le sac à main. Donc, c'est facile quand on doit aller prendre le train, on change de paire de chaussures, on met des ballerines, on met plus fort que ça pour aller prendre le train. Et voilà, je crois que c'est notre basique de Johan, est-ce que je peux vous demander si vous, en tant que Vietnamien, vous vous reconnaissez dans ce vestiaire basique ou est-ce que les Vietnamiennes ont un autre vestiaire basique? À, vâng, thực sự thì và thưa ngọc hân khi mà vừa xem thấy những cái món đồ cơ bản của những người phụ nữ Pháp thì em thấy rằng là nó rất là tương đồng với là cái tủ quần áo của ngọc hân. Không biết là các chị em phụ nữ ở đây có thấy giống như là cái tủ quần áo của mình không? Thế nhưng mà với ngọc hân thì quần jean thì nhiều vô cùng. Thậm chí lúc nãy mọi người nhìn thấy là trong clip mà hân có giới thiệu với hân ấy thì những hoạt động xã hội này hân luôn luôn chọn quần jean là một cái món đồ vô cùng tiện lợi và rất là đồng ý với chị Eva rằng là quần jean thì rất là kín đáo thế nhưng mà lại vô cùng là sexy, vô cùng là gợi cảm để làm tôn lên những cái đường cong hoàn hảo của người phụ nữ của chúng ta. Và điều thứ hai đấy chính là sơ mi trắng. Sơ mi trắng cũng là một cái sơ mi trắng và áo phông trắng thì là một cái món đồ mà cũng không thể thiếu ở trong tủ quần áo của hân. Và nó có thể giúp chúng ta biến hóa với rất là nhiều những phong cách khác nhau thông qua những cái phụ kiện. Ví dụ như là những một cái áo phông trắng này thì mặc với quần jean thì rất là đơn giản, rất là dị. Thế nhưng mà nếu như chúng ta mix với cả những cái vòng cổ nó hầm hố một chút, những cái vòng tay hầm hố một chút thì nó đã dạy ra cái phong cách mà rock, tiếp như là chị Eva vừa có nói. Và nếu như mà với giày búp bê chẳng hạn, thực sự là nhà Hân thì không thể đếm nổi bao nhiêu đôi giày búp bê nữa. Và mỗi khi mà Hân sang Pháp thì những cái đôi giày búp bê đấy luôn ở trong tủ, luôn ở trong vali cũng như là trong cái túi sách của Hân. Bởi vì là nó giúp cho Hân có thể rất là tiện lợi đi lại trên đường phố Paris. Nhưng mà bên cạnh đấy thì là những đôi giày cao gót thì có thể mình có thể thả dáng này, có thể làm đẹp này và có thể đi diễn, trình diễn. Nhưng bên cạnh đấy thì sau khi mà trình diễn hay là thả dáng xong thì chắc chắn là phải lôi ngay giày búp bê ra để đi cho nó thoải mái. Và Hân thấy rằng là đúng như chị nói là phụ nữ Pháp đi bộ rất là nhiều. Bản thân Hân thì sang Pháp thì cũng hòa nhập với cái đời sống như vậy, đi bộ này, đi tàu điện ngầm này,
và hạn chế cái việc đi taxi, bởi vì thực sự là ở nước ngoài thì sử dụng những phương tiện công cộng nó rất là tiện lợi, và đi bộ cũng là một cái cách mà để chúng ta có thể thả mình vào những cái nhịp sống của người dân Tây, để có thể cảm nhận được những cái vẻ đẹp của thành phố của đất nước Pháp nhiều hơn rất là nhiều. Bon, nous avons donc beaucoup de points communs. Moi, j'ai beaucoup de questions avec vous là comment vous utilisez pour avoir des questions, un début de mais peut-être que dans le futur, qu'il y a aussi des questions pour vous, vous avez la possibilité au public d'échanger avec vous, parce que après tout, on a vraiment une chance de vous avoir tous les deux. Est-ce que vous avez des questions dans le public sur leur mythe, sur leur style, sur leur secret de beauté peut-être, sur leur secret qu'elles voudraient bien partager avec vous? Est-ce qu'il y a des questions ou des envies de partage? Trước khi mà đến với các câu hỏi của mọi người thì Ngọc Hân bỗng nhớ ra một cái vế lúc nãy chị Eva có hỏi em là cái trong tủ quần áo của người phụ nữ Việt Nam thì ngoài những cái món đồ như trên thì Hân có nói là giống rồi, thế nhưng mà ngoài ra thì Hân nhớ thật với ta là tủ quần áo phụ nữ Việt Nam thì Hân nghĩ rằng ít nhất mỗi người đều có một áo dài, có đúng không ạ? Các chị em thấy có đúng không ạ? Vâng ạ, áo dài đối với phụ nữ Việt Nam thì nó là một cái trang phục truyền thống rồi. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân đến với cái buổi ngày hôm nay thì có diện một cái tà áo dài, và mọi người nếu mà để ý thì có thể thấy rằng là đây là hình ảnh của Champs-Élysées, một cái biểu tượng của thủ đô Paris cũng như là biểu tượng của đất nước Pháp. Và trước khi có thể là đến với cái buổi đến với những câu hỏi giao lưu thì Ngọc Hân cũng có một cái món quà nho nhỏ dành cho Flora, không biết là bạn có thích không thì xin mời ban tổ chức ạ. Ngọc Hân đã có dành một cái món quà nhỏ cho Flora. Vâng ạ, và sẽ xin được gửi tặng bạn ở trên sân khấu này. Và vâng ạ. Merci beaucoup. Và rất là hy vọng là Flora có thể mở cái món quà này ra, và không biết là bạn có thể chia sẻ về món quà này, không biết bạn có thích không, bạn có thấy hào hứng không chẳng hạn. Một chiếc áo dài có hình ảnh của tháp Eiffel cũng là một cái biểu tượng rất là đặc trưng của đất nước Pháp ạ. Không biết Flora bạn cảm thấy thế nào ạ? Je suis conquise. J'ai la chance d'en porter déjà une hier. Des photos dans la ville. Et c'est vrai que là, c'est vraiment joli parce qu'en plus ça représente et le Vietnam et la France sur une seule tenue. Et je trouve que c'est aussi sur le parcours. Le dessin est vraiment belle. C'est vrai que c'est une série que j'apprécie énormément parce qu'en même temps ça cache tout, mais ça laisse quand même dévoiler certaines forces. Voilà, et Nohan l'a fait spécialement pour moi. Voilà, c'est vrai que ce qu'on retrouve dans le haozai, et souvent les Français sont très impressionnés par le haozai, c'est exactement ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire on ne voit rien. Il n'y a pas de grand décolleté, mais extrêmement chanceux, extrêmement chanceux. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous en fait. Nous, en France, il n'y a plus de tenues traditionnelles. Moi, je sais que des fois, c'est assez souvent en tenue traditionnelle, en tenue nationale, on peut plus c'est trop noir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public que vous pouvez vous en poser? Moi, j'aimerais savoir comment vous vous habillez pour un film avec votre mari, votre copain, ou celui qui pourrait devenir votre copain, je pense qu'on a un dîner gâté. Est-ce que vous avez des trucs particuliers pour ce genre de Mais une robe, c'est vrai que c'est facile, c'est efficace, mais
Exactement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'élégance, mais dans la simplicité et aussi dans le côté très naturel. Mais en vrai, il y a un petit conseil à donner à nous donner. Nếu mà đi chơi với bạn trai với người yêu đúng không ạ, trong một cái buổi tối lãng mạn với anh lớn thì sẽ là bản thân Ngọc Hân hay là tất cả các chị em phụ nữ có lẽ đều lựa chọn cho mình những cái chiếc váy có thể nói là thanh lịch này, sang trọng và gợi cảm. Thế nhưng mà thực sự bản thân Ngọc Hân thì là một người mà rất là đam mê về ẩm thực, và những cái bộ váy mà thường là ví dụ như là mọi người nghĩ là sang trọng, thanh lịch, gợi cảm thì nó sẽ ôm này, bó này và khá là khó chịu phần eo, thì Ngọc Hân sẽ lựa chọn những cái chiếc váy mà có dáng suông một chút, làm sao để vừa vẫn giữ được cái sự thanh lịch này, trẻ trung, thế nhưng mà nó là không làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu trong một cái buổi ăn tối lãng mạn, nhưng mà cũng phải ăn no chứ, gọi phải ăn ngon và thưởng thức, và sẽ không thể nào ăn ngon được trong một cái bộ trang phục mà quá là bó chẽn hay là quá là không thoải mái. Đẹp nhưng mà không thoải mái thì có lẽ là cũng không phù hợp với Ngọc Hân trong cái việc mà lựa chọn một cái bộ trang phục khi đi ăn với bạn trai trong một bữa tối lãng mạn đó ạ. Ừ. Alors c'est vrai qu'il faut penser à ça. Faut penser à moi. Alors une différence que moi j'ai notée entre les Françaises et les Vietnamiennes, les Françaises, les Vietnamiennes mettent souvent des robes très fines d'ailleurs. Tandis que les Françaises, on va éliminer cette robe un peu plus large. Et aussi les robes qu'on appelle patinées, c'est-à-dire plus serrées en fait, et plus larges. Ça permet de cacher les couleurs. Ce qui permet de cacher les têtes. Et c'est tout en fait une différence de forme que je note ici. Merci pour ces questions-là. Si vous pouvez, il y a des questions, on pourra les reprendre tout à l'heure. En attendant, je vous propose qu'on passe à un autre thème, qui est la masse dans le podium. Toutes les blouses du défilé, vous avez été longtemps et vous êtes encore. La mode, on l'a dit tout à l'heure, souvent les inspirations sont de la rue, mais après la rue, les stylistes transcendent ce qu'ils font de l'extérieur, et il y a une longue construction de soi, qui va en fait des inspirations, mais du défi, à la construction jusque la vente, c'est bien pour ça que vous avez filmé quand vous avez la première fois. Et dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aussi d'une spécificité des étapes. On décrit les différentes étapes de la construction de collection. Et je dirais qu'on parle aussi du métier de la mode. Il y a énormément de choses. Et c'est intéressant de voir un petit peu l'intervention de chacun. Norman, peut-être vous êtes vous-même styliste, combien de temps vous faut-il pour aller de l'idée, je dirais, à la production du métier? Vâng, thực sự thì bản thân Ngọc Hân cũng đã cho ra đời rất là nhiều những bộ sưu tập khác nhau, và là khởi nguồn thì đương nhiên là chúng ta phải có ý tưởng đúng không ạ? Mà ý tưởng thì có khi mà chúng ta làm bất kỳ việc gì hoặc là đi bất kỳ nơi đâu. Như mọi người hay nói hay là Hân bận rộn như thế thì thời gian đâu để mà cho người ý tưởng cho các bộ sưu tập. Thì Hân nói với mọi người rằng là ở bất kỳ đâu, ở bất kỳ thời điểm nào, mỗi nhà thiết kế, từng nhà thiết kế sẽ có những cái cảm nhận và cảm nhận điều vô cùng quan trọng. Mỗi nhà thiết kế thời trang, và Hân đi bất kỳ đâu này, Hân ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Hân cũng có thể nảy ra những ý tưởng. Ví dụ như là trong một cái chuyến đi du lịch này thì mình bỗng nhiên là nhìn thấy, ví dụ như là Hân đến với Pháp chẳng hạn, như năm ngoái, năm kia Hân có một bộ sưu tập thời trang xuân hè, lấy ý tưởng từ những cái bông hoa ở trong vườn nhà của họa sĩ Monet.
ở trong một cái chuyến đi Pháp thì Hân đến thăm vườn của nhà họ Simone và Hân cảm thấy vô cùng là hào hứng và cảm thấy rất là kiểu như là yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với cái căn cái khu vườn của họ sĩ với những bông hoa, với những cái tiếng suối chảy róc rách, và đấy chính là cái nguồn cảm hứng để Hân có thể ký họa ra những cái bức tranh nhỏ nhỏ thôi, những bông hoa nhỏ ngay tại đấy. Và sau đây thì Hân mang những cái bức ký họa đấy về chẳng hạn, và những cái bông hoa nhỏ đấy đã được trở thành những cái họa tiết ở trong bộ sưu tập mà cách đây một năm của Hân. Và đấy chỉ là một trong những cái ví dụ để mà Hân cho ra đời những cái bộ sưu tập. Và ví dụ như sau này thì những cái bộ sưu tập mà khác như là về hình ảnh của Hà Nội chẳng hạn, thì về tranh vẽ Hà Nội này thì mình có thể lấy những bức tranh về Hà Nội mình đưa lên áo dài thông qua công nghệ in, để chia sẻ mọi người là Hân có một công ty về in vải. Đấy cũng là một cái điều rất là thuận lợi để cho Ngọc Hân cũng như là rất là nhiều nhà thiết kế ở khu vực Hà Nội cũng như là ngoài phía Bắc có thể truyền tải những cái ý tưởng, những cái thông điệp mà họ yêu mến và họ mong muốn lên cái trang phục. Và sau đó ví dụ như là về tranh hàng trống này, hay là về hình ảnh của những cái làng quê Việt Nam, hay là ví dụ đơn giản như là bộ trà Hân đang mặc đây chẳng hạn, hình ảnh của Solidee rất là dễ dàng để có thể đưa lên trang phục thông qua cái công nghệ như thế. Ví dụ như chúng ta nhìn ở phía kia thì còn rất là nhiều những công nghệ khác để có thể đem đến những cái bộ sưu tập thời trang. Và đấy là một trong những cái con đường mà Hân có thể chia sẻ với mọi người là làm thế nào để Hân có thể tạo ra một cái bộ sưu tập thời trang ý tưởng có thể bắt nguồn từ mọi lúc mọi nơi, khi mà chúng ta có sự rung động ở trong trái tim đối với cảnh vật, đối với bất kỳ một cái điều gì đấy là chúng ta cảm mến, và từ đó thì bắt đầu mới ngồi tưởng tượng này, mới ngồi nghĩ ra xem là chúng ta sẽ làm bộ trang phục nó như nào, với con dáng ra làm sao, những họa tiết như nào, những cái chi tiết đính kết như nào để có thể tạo ra bộ trang phục. Đấy chỉ là sơ sơ một vài nét để có thể tạo ra bộ trang phục. Và nghĩ rằng là bất kỳ nhà thiết kế nào trên thế giới thì cũng sẽ có những cái mà trải nghiệm như Hân vừa chia sẻ. Ou dans les pays du Sud-Est, il y a deux collections par an, printemps-été, automne-hiver. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène, cette année, qui date d'il y a quelques années, qu'en anglais, on appelle la fast fashion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus deux collections par an, printemps-été, automne-hiver, mais c'est tous les 15 jours, mais je dirais que c'est plus pour les designers, peut-être aussi pour les mannequins, beaucoup de pression parce qu'il faut toujours publier, produire, tout ça. Est-ce que, Flora, vous avez constaté cela aussi dans votre métier? Est-ce que vous avez constaté cette pression nouvelle, différente qui s'exerce? Voilà, énormément de tentations, et effectivement, Flora l'a dit, l'importance de cette exposition au cinéma et au dessin qui sort aussi, vraiment, on sait maintenant que vous mettez cette propre vie, vous mettez cette propre vie, vous mettez cette propre vie, vous donc je pense énormément de pression pour les marques, pour les créateurs, détriment de la je pense que la mode, c'est une question de style, mais le style se reflète aussi dans la France. On en a parlé tout à l'heure. Les textiles sont très difficiles, la plus de ce sont des choses comme une petite discussion. Nous, en tout cas, et c'est vrai que souvent, c'est important, parce que c'est joli, c'est un motif qu'on peut regarder, peut-être plus cher,
ça fait vraiment une grosse différence. En tout cas, hier, on a dû donc se décider. C'est vrai que le défilé est le moment où on peut montrer ses créations, et on peut les montrer au public, on peut aussi les montrer aux acheteurs, les montrer aux investisseurs, peut-être les personnes qui font des tendances sur les réseaux sociaux. Et je dirais que nous arrivons en quelque sorte à la fin de cette exposition sur la mode. Et pendant que nous. Je sais que vous avez préparé une surprise. Johan, aujourd'hui, vous avez préparé une surprise. À force de parler de robes, la hauteur, etc., vous avez lancé en fin dans ce moment-là un petit défilé. Peut-être on va dans le public. Le temps qu'on prépare le défilé, est-ce que. Une dernière question. Est-ce que le public a des questions, des remarques, des commentaires? Cảm ơn Trung tâm Văn hóa Pháp và các hoa hậu đã đến giao lưu với khán giả ngày hôm nay. Thực ra tôi là dân văn phòng thôi và bình thường thì rất cũng muốn là chăm sóc bản thân cho mình đẹp hơn. Đây là một cơ hội rất là tốt để hiểu thêm về thời trang. Ví dụ như là những chiếc váy đen nhỏ đáng yêu ấy ạ. Chắc chắn tôi về cũng sắm cho mình một chút. Thì tôi cũng không có nhiều câu hỏi. Nhưng mà cũng mong muốn là hoa hậu Pháp liệu có thể thử bộ áo dài được không ạ? Thì để phụ nữ Việt Nam chúng tôi cùng chiêm ngưỡng và tự tin hơn khi chúng tôi khoác lên chiếc áo vải dài khi mà đại diện quốc gia mình khi đi ra nước ngoài chẳng hạn. Thì tôi cũng hay đi giao lưu trong công việc của mình và tôi cũng có lúc thì chọn cho mình áo dài, có lúc chọn cho váy. Nhưng mà hy vọng hoa hậu có thể thử chiếc áo dài để chúng tôi cùng ngắm được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Peut-être que Laura va l'essayer quand il y aura le petit filet, je vais vous faire un petit peu de temps. En tout cas, je suis contente si ça a pu vous inspirer. On n'a pas pu traiter tous les sujets, bien sûr, parce que le temps est court. Si ça peut en inspirer certains d'entre vous, c'est formidable. Il y a une autre question, une autre remarque. Allô? Em xin chào tất cả mọi người. Thì em có một số câu hỏi. Bonjour. J'ai trois questions pour vous. La première, c'est pour Madame Eva. Est-ce que vous avez une nouvelle de plus récurrent pour votre Madame Eva, est-ce que vous avez une robe traditionnelle? Oui, j'en ai. Si vous pouvez consulter directement le design de la robe pour avoir une robe traditionnelle. J'ai une autre question. Miss Flora, combien de temps vous perdez pour choisir un appartement pour un appartement? C'est une soirée spéciale, c'est ça? Pour une soirée spéciale? Combien de temps? Ça dépend du temps. Moi, je pense tout de suite à être tenu en fonction de l'événement. C'est facile parce que et parfois c'est plus difficile parce que il y a des gens qui sont à l'envers, il n'y a pas des gens qui peuvent participer, donc là c'est de chacun de trouver sa tenue et de pouvoir participer par sa supplémentaire. Donc dans ces cas-là, ça peut prendre plus de temps, il est temps d'essayer de trouver la bonne combinaison pour juste inspirer et puis les gens ou vraiment. Rất nhiều thời gian để có thể có được chọn bộ trang phục cho mình trước cái chuyện này đấy trong vấn đề khi mà bạn cho ra nó là sự tùy và chúng ta biết là cái
lúc nãy thì chúng ta thì một thì có ngay chúng ta được ví dụ như là chẳng hạn văn hóa sản phẩm thì thời trang tôi đã rất là đau đầu và nghĩ rằng là hôm nay tôi sẽ phải mặc gì đến đây và tôi đã nghĩ ra trước đây 10 ngày rồi tôi suy nghĩ rằng là nó có thể thiết kế thật nhanh cho ra đời những cái mẫu áo dài những mẫu váy áo mang hình ảnh của đất nước Pháp thì tôi hy vọng rằng là đến đây để có thể chia sẻ và có thể sử dụng những cái món đồ thời trang tôi đang mặc trên người để có thể thấy các bạn Pháp nhìn tôi một cái rất là gần gũi và các bạn ấy nhìn thấy những cái hình ảnh là thân quen với các bạn ấy ở trên tà áo dài Việt Nam và đấy chính là cái điều mà tôi phải nghiên cứu và tôi phải đau đầu mất khoảng 10 ngày nay để cho người gần đây những cái bộ sưu tập phù hợp với cái một cái sự kiện như thế này và với những sự kiện giao lưu văn hóa khác chẳng hạn thì tôi cũng cần phải tư duy như vậy tôi cần phải nghiên cứu văn hóa của đất nước đấy tôi cần phải nghiên cứu cái tính chất của cái sự kiện đấy để có thể lựa chọn cho mình hoặc là thiết kế cho mình một cái bộ trang phục thật là phù hợp. Tôi cũng thấy hôm nay là thân đặc của áo dài rất là phù hợp với chủ đề chuyện ngày hôm nay. Xin